Kính chào quý vị và các bạn. Ngày cuối tuần ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng khô, trong khi đó các khu vực khác lại có mưa dông. Riêng khu vực Trung Bộ lưu ý là có mưa to cục bộ. Quan sát trên ảnh mây vệ tinh thì quý vị có thể thấy rằng là khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Khánh Hòa của Trung Bộ đang là khu vực mà có mây nhiều nhất trên cả nước. Trong đó thì tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, mây dông phát triển mạnh và chút mưa vừa, mưa to xuống. Nguyên nhân đó là do gió đông trên cao đang hoạt động mạnh ở khu vực này. Gió sẽ liên tục đẩy ẩm từ biển vào sâu trong đất liền, tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn tạo đà cho mây dông phát triển và gây mưa. Dự báo mưa vẫn có thể xảy ra bất chợt trong ngày và đêm nay ở khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Khánh Hòa. Trong đó thì từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Khánh Hòa, cục bộ có nơi mưa vượt 70mm. Nguy cơ gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Với khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng có mưa dông trong chiều tối và tối nay. Cục bộ có nơi mưa vượt 90mm và trong mưa rất dễ đi kèm với lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa chút xuống trong thời gian ngắn thì còn có thể gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp hay là khu đô thị. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An trở ra đến Bắc Bộ, dự báo chiều nay trời tiếp tục mỏng mây, nắng nhiều. Mức nhiệt cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố phổ biến là từ 30 cho đến 32 độ C. Với mức nhiệt này thì ở lâu ngoài trời nắng quý vị sẽ cảm thấy khá nóng, còn trong nhà hay dưới bóng cây không khí vẫn thoáng đãng và dễ chịu. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Cà Mau Kiên Giang ra tới quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay có mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Với huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.